kinh tế Hòn La ở huyện Quảng Trạch là khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Bình. Hàng ngày có nhiều loại phương tiện vận tải hàng hóa đến khu kinh tế để nhập nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng việc các xe tải chở nguyên liệu vào khu kinh tế ban đêm, một nhóm đối tượng đã liều lĩnh chặn xe để cướp tài sản, gây bất an cho những chủ phương tiện vận tải hàng hóa. Trước tình hình trên, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ được các đối tượng. Nhóm đối tượng cùng có Võ Thành Nghị sinh năm 1988, Võ Văn Tình sinh năm 1992 và Lê Anh Tuấn sinh năm 1993 đều có hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã thực hiện chót lọt 4 vụ chặn xe để cướp tài sản với tổng số tiền là trên 8.500.000 đồng chỉ trong một thời gian ngắn. Anh thì có điện em quá đi uống rượu thế thì uống một lúc thì anh thì bảo là thôi hết rượu rồi thì xuống chặn xe lấy tiền uống rượu thôi. Khi lúc xe dừng lại, Nghị nhảy lên cabin và chặt tay ông tài xế và một tay trái cầm lấy tay tài xế, còn tay phải cầm dao và dí vào tay trái của ông tài xế nói là mày đưa cho tao tiền uống rượu không tao cắt tay mày. Xong ông tài xế sơ quả ông tài xế đưa ví cho Nghị và Nghị thả tay ông tài xế ra và lấy số tiền là 4.450.000. Điều đáng nói trong vụ án này đó là các đối tượng thường gây án vào ban đêm khi các lái xe chở nguyên liệu đến khu kinh tế Hòn La để nhập hàng. Chúng thường sử dụng hung khí nguy hiểm như dao, dựa để đe dọa, dùng vũ lực uy hiếp các lái xe và chiếm đoạt tài sản. Và vì còn nhiều lần đến đây để nhập hàng, nên các lái xe thường không tố cáo hành vi phạm tội của chúng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng đối tượng Võ Thành Nghị là người chủ mưu cầm đầu trong các vụ việc trên, hiện nay đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Công an huyện Quảng Trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Võ Thành Nghị. Trong thời gian vừa qua là từ đầu năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2014 là liên tiếp là xảy ra 5 đến 6 vụ. Thì Ban Chỉ huy Công an huyện Quảng Trạch đã tập trung lực lượng cảnh sát hình sự địa bàn và các đội nghiệp vụ tập trung để điều tra xác minh là để làm rõ các đối tượng cướp tài sản. Có thể nói, chỉ trong một thời gian ngắn, đội hình sự Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra làm rõ nhóm đối tượng chặn xe cướp tài sản này. Khi có một số nguồn tin cung cấp của quần chúng nhân dân, từng bước lập lại an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm môi trường yên bình cho khu kinh tế hoạt động an toàn, hiệu quả để phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.